là Tinh Tinh đến từ công ty bất động sản Sherland, hiện tại cô đang tiếp dự án Casemia Hội An. Nửa đầu năm 2021, với những biến động về kinh tế cũng như thị trường bất động sản ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Casemia Hội An vẫn ghi dấu ấn nổi bật tại thị trường miền Trung với 30% số lượng giao dịch trên toàn thị trường. Vậy đây có phải là một sản phẩm hoàn hảo trong mắt nhà đầu tư? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem dự án này có gì nha. Casemia Hội An là quần thể biệt thự nổi nghỉ dưỡng 5 sao tọa lạc tại khu vực Sinh Nguyễn, UNESCO, rừng dừa 7 mẫu, nơi chỉ cách phố cổ Hội An chưa đầy 4 km. Quy mô dự án rộng 15,6 hecta, trong đó 9,6 hecta đầu tư vào cây xanh và mặt nước. Chỉ với số lượng 216 căn, gồm số house và biệt thự, được thiết kế độc quyền, mỗi biệt thự là một bến du thuyền. Casemia Hội An là sản phẩm nghỉ dưỡng tâm huyết đầu tiên của chủ đầu tư công ty cổ phần Đạt Phương, khởi công xây dựng năm 2018. Đến nay dự án đã hoàn thiện 80%, 50% số lượng đã được bàn giao đến khách hàng, kèm sổ đỏ lâu dài. Hiện tại Thanh Thính đang đứng ngay trục số 2 của dự án. Đây là trục kinh doanh buôn bán, cửa hàng sẽ phục vụ sản phẩm. Số hào Casemia sở hữu hai mặt tiền, mặt trước là đường 38m, mặt sau là đường gọi khu 14m. Trục đường Võ Chí Công 38m là trục đường lớn nhất tại Hội An hiện nay, kết nối từ Đà Nẵng qua phố cổ Hội An đến với tổ hợp vui chơi giải trí Nam Hội An, Casino Vinpearl và Sherwood. Cách 500m về hướng Nam chính là khu du lịch biệt thự 7 mẫu, thu hút 2.000 lượt khách một ngày, đa số là du khách quốc tế. Nhưng do chất lượng phục vụ của những cơ sở du lịch tại nơi đây vẫn chưa đảm bảo trong và ngoài nước. Chính vì vậy, số hào Casemia sẽ là điểm dừng chân lý tưởng dành cho một kỳ đến tham quan du lịch trên hai thành. Như mọi người đã biết, con đường dẫn vào phố cổ Hội An là Hai Bà Trưng và Cửa Đại. Thực trạng hiện tại, đường nhỏ và lưu lượng xe quá tải, đặc biệt vào mùa cao điểm. Vì vậy, nhu cầu dịch chuyển và thay đổi phương án gần như xe lớn sẽ không được vào phố cổ, chỉ ưu tiên cho xe nhỏ và dùng xe điện để trung chuyển. Số hào Casemia thích hợp là điểm dừng chân để trung chuyển cho du khách đi vào phố cổ Hội An. Và như từ đầu Tính đã chia sẻ, trục đường 38m kết nối từ Đà Nẵng đến với tổ hợp vui chơi giải trí Nam Hội An. Từ Casemia đến với Nam Hội An chỉ cách chưa đầy 10 di chuyển. Như vậy, cách số hào tại Casemia sẽ là điểm dừng chân dành cho du khách khi đến với tổ hợp vui chơi giải trí Nam Hội An. Số hào Casemia sẽ là phố du lịch với các cửa hàng mang tính cách đặc trưng của vùng miền như là cà phê, sốt vải, hàng lưu niệm, mai đò nóng, cửa hàng ảo thực, v.v. Vậy, số hào Casemia sẽ là điểm dừng chân của du khách tham quan rừng dừa 7 mẫu, du khách tham quan phố cổ Hội An, du khách tham quan và vui chơi tại tổ hợp vui chơi giải trí Nam Hội An. Giới thiệu với mọi người, đây là mặt chính của căn nhà được phủ xanh bởi bức tường Ấn Độ và các loại hoa. Diện tích trung bình của mỗi căn số hào ở đây là 175m², bề ngang 7m và bề sau 25m. Kiến trúc của số hào ở đây là kiến trúc 3 tầng, phù hợp cho gia chủ có thể kinh doanh khách sạn bên dưới và kinh doanh lưu trú trên trên. Đối diện công viên và khách sạn 5 sao tầm nhìn panorama, toàn bộ khu biệt thự bên trong kết nối dễ dàng đến bến du thuyền trung tâm cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp của dự án. Cổng sao và lối đi riêng thích hợp cho thuê riêng biệt, cặp vừa ở vừa cho thuê. Số hào sẽ được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện bên ngoài và phần khu bên trong. Tùy theo mỗi khách hàng sẽ làm một phù hợp với nhu cầu của mình. Mọi người hãy cùng đến tham quan một căn số hào đã hoàn thiện để tìm hiểu rõ hơn nhé. Đây là tầng 1 đã hoàn thiện cơ bản, hầu như là hệ thống tiện lợi cho khách hàng để kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng. Chính sách bán hàng cũng chưa từng có trong lịch sử bất động sản Việt Nam. Để sở hữu một căn số hào tại Casemia Hội An, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% là đã nhận nhà 2 tháng sử dụng ngay. 70% còn lại, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 25 năm với những ưu đãi vô cùng đặc biệt.
2 năm đầu tiên, khách hàng không phải trả gốc và được miễn lãi suất hoàn toàn trong vòng 2 năm. Đây là một đòn bẩy tài chính mà Tính nghĩ rằng vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đúng không ạ? Và 2 năm đầu tiên là thời gian vận hành khó khăn của các chủ sở hữu. Hiểu được điều đó, chủ đầu tư Đạt Phương sẽ hỗ trợ tiền thuê với các căn shop house là 50 triệu một căn một tháng trong 2 năm, tương ứng 1,2 tỷ. Thời gian hỗ trợ 2 năm này, khách hàng được phép hoàn toàn sử dụng để ở hạt cho thuê. Số tiền 1,2 tỷ này sẽ được nhận một lần với điều kiện là chủ sở hữu hoàn thiện nội thất cơ bản. Tóm lại, giá trị shop house 13 tỷ, khách hàng chỉ cần thanh toán 3,9 tỷ tương ứng 30%. Sau 2 năm, giá trị bất động sản tăng cùng với lợi nhuận khai thác cho thuê thì 3,9 tỷ sẽ tăng gấp đôi, tương ứng 100%. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Khách hàng vui lòng inbox hoặc gọi điện cho chúng tôi để được hỗ trợ thêm nhiều thông tin về dự án Casamia Hội An.